Lời đầu tiên xin kính chúc bà con có thật nhiều sức khỏe để cùng với dân chủ và chính quyền địa phương cùng nhau chống dịch và dịch. Chiều ngày 29 tháng 7, chuyến tàu chở 384 người dân cùng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về tới ga Đồng Hà, thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là chuyến tàu đặc biệt đầu tiên mà tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, góp phần giảm áp lực đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách là những người có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và lao động mất việc làm. Trong đợt 1, người dân Quảng Trị từ thành phố Hồ Chí Minh về sau khi xuống tàu sẽ được hỗ trợ đến các điểm cách ly tập trung tại các huyện Hải Lăng, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Thời gian cách ly 14 ngày và sau đó tiếp tục tự cách ly tại nhà theo quy định. Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, tại khu cách ly tập trung, bà con sẽ trả tiền ăn hàng ngày, còn lại tất cả các khoản khác đều do ngân sách tỉnh chi trả, như sinh hoạt phí, chi phí xét nghiệm. Trường hợp bà con quá khó khăn thì sẽ làm đơn để gửi cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để xem xét hỗ trợ.